Các bạn thấy cái trái lựu không? Trái lựu ở Mỹ nó bự hơn bàn tay của Kim Ngân luôn. Ăn lựu rất tốt nên hiện tại thì Costco nó đang bán là 10 sale là 15 đồng một thùng 6 trái. Các bạn nên mua về ăn. Kim Ngân đang chia sẻ với các bạn đây. Ăn lựu rất tốt. Trái nào trái nấy bự và ngọt lắm, kinh khủng luôn. Đây. Cái này trái này cũng bự ha. Đang mua ở Costco. Ok. Mời các bạn ăn lựu với Kim Ngân nha. Cảm ơn các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay Kim Ngân xin chia sẻ cái video này để cả nhà biết là nếu mà phụ nữ chúng ta có cơ hội để ăn trái lựu này thì rất là tốt. Một ngày cả nhà có thể, các bạn có thể ăn 2 trái, một buổi sáng 1 trái và buổi chiều 1 trái. Đừng có ăn cái xác mình, chứ ăn cái nước rồi nhả xác rồi bỏ tại nó nặng bụng lắm. Thì bây giờ Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà cách mở quả lựu ra nha, rất là dễ. Kim Ngân không biết là cả nhà mình có biết không, nhưng mà chỉ chia sẻ những gì mà Kim Ngân biết thôi. Thì trước tiên là mình phải rửa trái lựu sạch, xong rồi là mình cắt. Mình cắt ở trên này thôi, ok, mình cắt ở phần trên ha. Cái mình lấy ra, đó, phần đầu ở trên này. Mình cắt, mình bỏ thì Kim Ngân sẽ bỏ vỏ ở đây. Và cắt ở dưới này luôn, hai phần. Ok, ở trên và ở dưới, ok. Và mình bỏ ra. Ok, trái lựu này rất là ngon. Ok, thì ở đây là các bạn thấy là nó có cái rãnh này. Thì mình phải cắt từ cái rãnh đó ra. Ok, mình cắt làm 3 rãnh thôi. Đây nó có 2 rãnh nè, 3 rãnh. Và cái rãnh ở đây nè là 4 rãnh. Và mình bẻ ra. Nè các bạn thấy không, cái rãnh là ngay chỗ cái từ chỗ này nè. Các bạn chỉ cần cắt 3 cái thôi. Rồi mình bẻ ra. Ok, thì Kim Ngân sẽ bẻ ra nha. Bẻ ra. Đó, bẻ ra. Đó, rồi, bẻ ra nữa, một phần nữa. Và mình bắt đầu mình lột cái hột lựu rất là dễ nha cả nhà. Đây, mình sẽ quay qua bên này rồi chỉ các bạn lột. Mình có thể gỡ hột lựu trong vòng 5 phút hay là 2 phút thì các bạn coi đó, để Kim Ngân đoán coi giờ nha. Bây giờ là 1 giờ 1 phút 45 thì để coi Kim Ngân mở ra bao nhiêu. Rất là dễ và lẹ lắm. Các bạn không có bị dập nữa, mình không có làm cái hột lựu dập. Và mình mở ra rất là lẹ. Đây. Đeo bao tay nó hơi bị khó đó cả nhà. Nếu mà không có đeo bao tay thì lẹ lắm. Tại vì vệ sinh thì mình phải đeo bao tay để mình quay video. Chứ thật ra là Kim Ngân bóc lẹ lắm. Kim Ngân bóc trong vòng có mấy phút mà là sạch hết luôn. Ok. Hột lựu, trái lựu rất là ngon. Đây, đó các bạn. Mình chia cái nhánh ra mình bẻ như vậy thì mình không có bị dính cái da hay gì hết. Đó là một nửa xong rồi đó. Bỏ bên đây là phần thứ hai. Ok, đó các bạn thấy không? Rất là lẹ ha. Kim Ngân phải làm lẹ để mà như là Kim Ngân đã chia sẻ, phải làm cho lẹ thật lẹ. Lột trái lựu trong vòng mấy phút thôi, không có nhiều. Ok. Và lựu ở ở Costco đang sale ha, bớt được 2 đồng. Thường cái một dĩ là 6 trái 18 đồng. Mà bây giờ nó sale 2 đồng thì các bạn mua còn 16 đồng. Ok. Đó, 3 trái. Mỗi trái lựu là 2,5 đô thôi, còn thường đó là ở ngoài public, ngoài chợ khác nó bán là 3,5 đô hoặc là 4 đô ha. Đó, các bạn thấy không? Đã được nhánh thứ 3. Ở đây là nhánh thứ 4. Đã không? Rất là lẹ. Lựu rất là ngon. Tươi thật tươi và chín. Bự thì bự luôn, rất là nhiều nước. Ngọt thì ngọt luôn. Ok. Đây, đó. Bạn thấy lẹ không?
không có bị dính vỏ gì hết đó. Đó. Rồi xong. Rồi. Còn cái lần cuối thôi. Lần cuối này thôi. Hồi sáng Kiều Ngân đã ăn một trái rồi, bây giờ là buổi tối ăn thêm một trái nữa. Ngày ăn hai trái, sáng một trái chiều một trái thì rất là tốt, nếu mà mình có cơ hội mình ăn được thì cứ ăn. Bây giờ đang là mùa lụ nha, mùa trái cây nào thì Kim Ngân sẽ chia sẻ mùa trái cây đó. Đây xong hết rồi đó, các bạn coi thử coi là được mấy phút. À chưa được 5 phút luôn, video của Kim Ngân mới được 5 phút à, mà Kim Ngân bắt đầu là lúc mà 2 phút mấy đó, nhà thấy không. À, rồi xong nha. Yeah. Bây giờ thì mình bắt đầu lượm lại, mình bắt đầu dọn sạch lại là mình đã có một dĩa lụa ăn ngon lành. Xin chia sẻ với cả nhà nha. À, tin tức mới là trong năm nay sẽ tốt hơn là chồng Kim Ngân sẽ được chích thuốc trong tuần tới, vì đã đăng ký được rồi, lấy hẹn. Nếu mà mình trên 65 tuổi và mình có bệnh thì ở nhà thương họ sẽ cho mình lấy hẹn vô chích, thì cái đó là cái tin như vậy. Các bạn nào mà có nhà thương mà các bạn có my chart, tức là có hồ sơ ở trong nhà thương mà mình coi hàng tháng á, mình coi cái bệnh tình đó, thì mình vô đó thì nó có set up appointment để mà các bạn vô, các bạn đăng ký để mà chích ngừa. Ok, thì đó là một tin mừng, hy vọng là ổng chích thì ổng sẽ được đi ra ngoài nhiều hơn. Còn bây giờ là ở tù cả năm rồi, Kim Ngân không cho đi đâu hết, ở nhà gần một năm rồi cả nhà. Ok, đây xin chia sẻ với cả nhà. Da 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 da, một dĩa lụa rất là ngon. Da 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 da, đây. Chúc cả nhà làm theo Kim Ngân nha, rất là lạ. Chỉ có dưới 5 phút là mình có thể gỡ được hết một trái lụa bự luôn. Đây là cái vỏ. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye. Mến chào cả nhà. Hôm nay Kim Ngân sao trừ hồi trước Tết tới bây giờ mới về nhà. Tại vì con Kim Ngân nó bị flu, không phải là COVID-19 nhưng bị flu thôi. Thành ra Kim Ngân phải cách ly 2-3 tuần mới về nhà. Về nhà thì con nó nói nó thèm phở, thì Kim Ngân kỳ này nấu phở nhưng mà không có chia sẻ video, mà chỉ nấu một nồi nhỏ thôi. Đây đó, cái nồi này chứ không phải nấu nồi lớn thiệt lớn. Thì đây là phở bò viên, tái bò viên và nạm, còn hầm đây. Thì đây là chia sẻ với cả nhà cái nồi phở, nồi nước phở đây, rất là ngon, rất là ngon nha. Đang hấp dẫn, đang chờ nó chín, đang ăn, đói bụng quá. Và làm phở, Kim Ngân nấu phở với lại Kim Ngân đang làm, mới làm da ua xong. Em sẽ chia sẻ cả nhà da ua nha. Đó là hành bỏ vô. Thì bây giờ con Kim Ngân nó đi Costco rồi, nó về là mình sẽ ăn phở nha. Thì xin chia sẻ với cả nhà. Ở đây là rau, giá, chanh. Ok, chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Và đây là da ua, da ua Việt Nam á. Thì lần sau Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách làm da ua nha. Rất là dễ. Mình ăn cái này là các bạn mua cái bánh, cái flan ở trong Costco, nó có hũ. Cái mình giữ cái hũ lại mình làm, mình khỏi phải order ở Amazon cái hũ da ua. Cái hũ này giống y chang da ua hả? Đó. Đây cả nhà xem đây, nó đặt rồi đó, thấy không? Đặt rồi. Thành ra là nếu mà Kim Ngân thích ăn đá, thành ra để trong tủ lạnh nếu mà cả nhà thích ăn đá. Ok. Alright, chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Bảo trọng, bảo trọng.
Thank you. Bye bye. Và đây là chén bò viên. Kim Ngân chỉ thích ăn bò viên diet. Thì đây là có ba bò viên, thì mình lấy cái nước phở mình bỏ vô và nước chấm bò viên, và Kim Ngân bỏ thêm vài cọng quế. Cọng quế lại ngồi gai vô để ăn bò viên cho nó đỡ ngán á cả nhà. Và cả nhà dắt thêm một miếng chanh vô nữa để ăn bò viên. Chút xíu chanh. Alright. Thì đó là chén bò viên của Kim Ngân. Mình chia sẻ với cả nhà nha. Đây. Ngon quá. Không có làm cái nước sả tế, nhưng mà nếu có sả lá tế thì ngon hơn nữa. Ok. Chụp cái hình bò viên nha, tô bò viên. Rồi. Cảm ơn cả nhà.